Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Y tế dân số và sức khỏe tuần này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Nữ điều dưỡng trường tận tâm với nghề. Phần tiếp theo chương trình là những thông tin hữu ích về điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV cho nhóm đồng giới. Sau đây là nội dung chi tiết. Tốt nghiệp lớp cử nhân điều dưỡng, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2010, điều dưỡng Lương Thị Thanh Nhân về nhận công tác tại phòng cấp cứu khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tháng 4 năm 2022, khoa cấp cứu hồi sức tích cực 2 được thành lập, chỉ được điều chuyển về làm điều dưỡng trưởng tại khoa cho đến nay. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng dù ở môi trường làm việc nào, chị cũng luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Với chị, người điều dưỡng ngoài việc luôn phải thực hiện tốt công việc chuyên môn, trong ứng xử với người bệnh, cần phải có thái độ ân cần thường xuyên thăm hỏi động viên và sẵn sàng giúp đỡ người bệnh. Nằm điều trị tại khoa, trong những ngày qua thì cảm nhận của tôi với y bác sĩ nói chung rất là nhiệt tình và chu đáo, đặc biệt là đội ngũ điều dưỡng viên ấy, dưới sự điều hành của điều dưỡng trưởng Nhân ấy, thì thấy là đồng chí hàng sáng hàng ngày là đến rất là sớm, phân công anh chị em đến từng giường bệnh nhân một để xem xét những cái tình tiết rất là nhỏ như là vệ sinh cá nhân, vệ sinh giường bệnh, vệ sinh cho người bệnh, rồi cách chăm sóc người bệnh. Thấy là phải nói là vào cái khoa này cũng được cái sự chăm sóc rất là nhiệt tình của đội ngũ điều dưỡng viên. Hơn 10 năm công tác trong lĩnh vực cấp cứu, trên cương vị là người quản lý công tác điều dưỡng tại khoa, chị đã sớm tạo được niềm tin trong đồng chí, đồng nghiệp, người bệnh, cũng như người nhà bệnh nhân bằng chính tay nghề, niềm đam mê và tinh thần phục vụ không quản ngại. Với các đồng nghiệp trẻ, chị luôn tận tình hướng dẫn, truyền thụ những kinh nghiệm kiến thức của bản thân làm sao để có thể phục vụ người bệnh tốt nhất. Bởi vậy, chị luôn nhận được sự đánh giá cao từ các đồng nghiệp. Chị Nhân là một người điều dưỡng rất là có chuyên môn và rất là sát sao trong công việc. Mà chị đồng hành cùng bọn em trong công việc và chỉ dạy cho bọn em rất nhiều thứ. Em cảm thấy chị trong công việc thì chị rất là nghiêm túc và rất là sát sao cùng với bọn em. Còn trong những khi ngoài giờ làm việc thì chị rất là vui vẻ và hòa đồng. Những hình ảnh này không phải là hiếm tại trung tâm cấp cứu thuộc khoa cấp cứu hồi sức tích cực 2. Bệnh nhân vào viện ngừng tim, ngừng tuần hoàn, các y bác sĩ ở đây phải tích cực ép tim, sốc điện. May mắn bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chỉ với 57 cán bộ, nhưng khoa gồm 2 đơn nguyên, trung tâm cấp cứu và đơn nguyên hồi sức tích cực ngoại khoa. Điều dưỡng Nhân cũng như tất cả y bác sĩ và điều dưỡng ở đây đều với tinh thần khẩn trương nhanh nhạy khi cấp cứu và tỉ mỉ nhất khi chăm sóc bệnh nhân. Công việc của khoa cấp cứu rất là nặng nề, vất vả, như là cần phải có sự hy sinh rất là lớn. Thì cá nhân các điều dưỡng trong khoa, đặc biệt là điều dưỡng trưởng thì phải gánh trọng trách rất là lớn để huy động cái nhân lực y tế của khoa tập trung vào cấp cứu người bệnh cũng như là điều trị cho người bệnh. Thì về điều dưỡng trưởng Lương Thị Thanh Nhân thì tôi thấy rằng là đồng chí rất là có trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của bệnh viện giao cho. Và một phần nữa là đồng chí rất là hy sinh cho công việc của bệnh viện, của khoa phòng. Đây là khoa luôn phải tiếp nhận điều trị những bệnh nhân nặng, ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh. Bệnh nhân ở đây đều được chăm sóc cấp độ 1, tức là cấp độ cao nhất. Thực tế công việc của các điều dưỡng vốn đã rất vất vả, thì khi làm việc tại đây thì áp lực ấy còn nhân lên gấp nhiều lần. Tuy vậy, điều dưỡng Nhân luôn là người điều dưỡng trưởng tận tâm, nhiệt huyết với công việc của mình. Cũng là một điều dưỡng trưởng của trung tâm cấp cứu cũng như là hồi sức tích cực 2, và bạn ấy cũng ngoài những chuyên môn tốt thì bạn ấy còn có các cái kỹ năng quản lý lãnh đạo cũng như là các cái năng lực để mà phân công nhiệm vụ cho các bạn điều dưỡng kỹ thuật viên trong trung tâm cũng như là khoa hồi sức tích cực 2 để đảm bảo cái công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân tại trung tâm cấp cứu và hồi sức tích cực 2 đạt kết quả tốt và nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân. Dù công việc bận rộn là vậy, nhưng điều dưỡng Lương Thị Thanh Nhân luôn dành thời gian để nghiên cứu tài liệu học tập để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó chị có thể hướng dẫn đồng nghiệp làm tốt công việc của mình. Và để đáp ứng được cái công việc ở nơi đây,
thì không chỉ bản thân tôi mà tất cả cán bộ nhân viên của khoa chúng tôi luôn phải cố gắng trau dồi bản thân về cái tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân cũng như là cái trình độ chuyên môn để đáp ứng được những cái yêu cầu khắt khe của nơi này. Bản thân tôi cũng phải hy sinh rất nhiều thời gian của bản thân và của cả gia đình nữa, nhưng mà cũng rất là may mắn khi mà tôi nhận được cái sự động viên và cái sự khích lệ cũng như là chia sẻ và đồng hành cùng tôi là gia đình và những người thân của tôi. Chính những cái động lực đấy là giúp cho tôi muốn cống hiến và sẵn sàng cống hiến nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ rằng là không có niềm vui nào vui hơn khi mà mình có thể dành lại sự sống cho một ai đó và nhìn thấy nụ cười trên môi của người bệnh. Tròn 13 năm trong nghề, chị Nhân và các đồng nghiệp luôn trong tâm thế của một cuộc chạy đua không ngừng nghỉ. Bởi niềm vui lớn nhất của các điều dưỡng viên là nhìn thấy mỗi bệnh nhân nặng qua cơn nguy kịch. Chị và các đồng nghiệp ở đây có thể thức trắng đêm khi chăm sóc bệnh nhân, có thể nhịn đói quên ăn khi làm việc. Chị Nhân không còn nhớ mình đã chăm sóc bao nhiêu bệnh nhân và cũng không còn nhớ mình đã thức trắng bao nhiêu đêm như thế. Dự phòng trước phơi nhiễm HIV hay còn gọi là PrEP được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo nên sử dụng đối với những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm HIV cao. PrEP là một chiến lược mới điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV đối với những người chưa nhiễm HIV. Biện pháp này có khả năng giảm nguy cơ lây nhiễm tới 90%. Theo ước tính, Việt Nam hiện có khoảng 250.000 người nhiễm HIV còn sống, nhưng chỉ có 210.000 người biết được tình trạng HIV của mình. HIV luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng khi vẫn còn nhiều người chưa được phát hiện và điều trị kịp thời. Vì vậy, việc triển khai điều trị PrEP chính là một trong những vũ khí tối ưu góp phần hạn chế HIV lây lan. Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV là cái việc mà sử dụng thuốc kháng virus đối với những người chưa nhiễm HIV và có nguy cơ cao lây nhiễm HIV. Những cái đối tượng mà tham gia được cái chương trình này thì bao gồm rất nhiều nhóm đối tượng. Thứ nhất là cái nhóm đối tượng nam quan hệ tình dục đồng giới. Thứ hai là phụ nữ mại dâm, bán dâm đấy. Thứ ba là vợ chồng bạn tình của người nhiễm HIV có thể chưa điều trị ARV hoặc đã điều trị ARV mà trong khoảng thời gian ngắn có cái tải lượng virus mà trên 200 bản sao trên 1 ml máu thì là những cái đối tượng chính để tham gia cái chương trình này. Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV này thì giúp cho những người chưa nhiễm HIV mà có nguy cơ cao nhiễm HIV thì có thể dự phòng được cái việc lây truyền HIV trong quan hệ tình dục. Từ năm 2015 thì Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo cái việc mà sử dụng thuốc PrEP là một cái chiến lược của cái dự phòng lây truyền HIV. Nhiều bằng chứng khoa học đã chứng minh hiệu quả của điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV. Thuốc khá an toàn đối với người sử dụng, hầu hết đều không gặp tác dụng phụ nào nghiêm trọng. Kết quả đạt được trong cái khoảng thời gian từ năm 2020 đến tháng 8 năm 2022 thì chúng tôi đã thu dung được 956 khách hàng điều trị PrEP. Và trong cái số khách hàng điều trị đăng ký theo dõi chương trình này thì có đến hơn 90% là khách hàng là đối tượng là MFM. Cái tỷ lệ cái người nhiễm HIV đặc biệt là trong cái nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới thời gian gần đây thì là có xu hướng là gia tăng. Cho nên là cái việc mà có cái chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm này tại tỉnh Thanh Hóa và đặc biệt là ở tỉnh Thanh Hóa thì tôi nghĩ rằng là rất cần thiết, đặc biệt là cho cái nhóm đối tượng nguy cơ cao, đó là nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, thì cũng rất là cần có cái việc quảng bá hình ảnh chương trình để cho nhiều người biết đến, để hướng tới chương trình này. PrEP phòng lây nhiễm HIV nhưng không phòng được các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như lậu, giang mai, viêm gan B, C. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo đối với nhóm nguy cơ cao hãy sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục và bơm kim tiêm sạch khi tiêm trích để giảm nguy cơ hơn nữa. Chuyên mục Y tế, Dân số và Sức khỏe hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.